Hai, em xin chào chúc anh em quay lại kênh định hàng bảy của em ha. Thì em xin cảm ơn chú bác anh em đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm trong thời gian qua ha. Rồi cảm ơn những em mới đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ kênh giúp em ha. Thì cũng vẫn như mọi khi thôi nha anh em. Đó, bây giờ em sẽ nói cái quan trọng trước là tổng đơn đó thì dưới 350k thì cộng thêm 20 và 350k trở lên thì em bao ship COD toàn quốc luôn nha. Đó. Đó thì đồ của em là đồ cũ đã qua sử dụng, cho nên anh em cố gắng xem và nghe thật kỹ trước khi chốt giùm em nha. Những đồ điện em bán ra đều 100V hết nha anh em, 100, 110 là xài được nha. Rồi, số điện thoại của em là 0767 365 365, cũng là số tài khoản ngân hàng của đội em luôn nha anh em. Đó. Thì em có đây được chia sẻ với anh em nhiều ha. Rồi, em vào chi tiết luôn nha anh em. Thì trong lúc em mô tả có gì thiếu sót đó anh em cứ nhắn ha. Em nhắn vô Zalo em ha, em sẽ gửi một đoạn video ngắn hoặc dài tấm hình anh em tham khảo thêm ha. Rồi, em vào chi tiết nha anh em. Mã đầu tiên 280k, một cặp cờ lê dòng tự động của KTC nha anh em. Cặp này là bây giờ cây nhỏ ha, cực kỳ đẹp nha anh em. 8, 9 hoạt động hoàn hảo ha. Cây lớn 17, 14 hoạt động hoàn hảo ha, ngoại hình đẹp nha anh em. Rồi, dày dặn lắm nha, hàng KTC thì anh em biết rồi ha. Dài nó khoảng 12 cây nhỏ nha, cây lớn dài khoảng 20. Đó. Nè anh em, KTC hết nè. Đó, hàng KTC thì anh em biết chất lượng ha. Rồi, 391 280k. 392 là một cặp lắc léo đầu 1/2 ha. Một cặp này luôn nha, 150k cho cặp này nha anh em. Thì một đầu nó là ton. Một đầu này thì nó không hiểu nha, nhưng mà em nghĩ chắc Đài Loan xuất Nhật nha anh em, hàng 700% nha anh em. Đó, đầu ton nó thì nói chung nó có qua sử dụng nha, nó có chạy xước một hai chỗ, còn đầu kia thì đẹp nha anh em. Nè. Đó. Anh em lưu ý em nghe, đầu 1/2 nha, đầu lắc léo 1/2 nha. Nè. Rồi. Cái này thì đơn giản ha, em cho qua mau anh em ha. Rồi 392 150k. 393 là một cây clay 3 số. Hai đầu dòng, một đầu miệng tự động nha, ở đầu miệng mở nhanh. 12 super nè anh em, 13 10. Thì nói chung mấy này số thông dụng nha. Đầu này thì nó cũng còn hoạt động ok, hoàn hảo nha anh em. Ngoại hình thì cũng hơi cũ một tí nha, mà chức năng thì ok. Này bị nám lửa nè. Đó, super đàng hoàng nha anh em, hàm dày lắm, hoạt động hoàn hảo nha. Dài là khoảng 10 gần 15. Dài đầu khẩu này thì nó khoảng 8.5 nha anh em. Rồi 10 13 10 ha, 12 với 12, 13, 10. Thì nói chung số thông dụng không nha anh em. Rồi 393 130k. 394 một bộ cán nhích tự động nha. Nè anh em, nè ha. Hoạt động ok, hoàn hảo nha. Nè anh em. Cái vỏ zin của nó là vậy chứ không phải nứt nha anh em. Nó gọn gàng lắm, thằng này của Anet nè. Thằng này của Tactic vậy nè anh em. Đó. Thằng này á thì nó mở cái này ra để dít nha, để được một mũi nha. Thằng này thì nó có cái hộp trong đây nè, nó có cái lỗ ở đây nè. Nó này để được chắc khoảng 3-4 mũi ha. Thì hiện tại á thì em bán combo này thì nó không có mũi nha. Đuôi 6.35 thông dụng nha anh em. Hai cây tự động hết nha. Nè. Đó. Cái này của Anet nè, cái này của gì Tactic nè. Cây cán cam tổng chiều dài nó là khoảng 12. Cây Anet tổng chiều dài của nó là khoảng 10 anh em ha. Mini dễ thương lắm. Rồi 394 này là 180k. 395 là một cây cảo hai lỗ nha. Cảo tăng đơn hai lỗ, cái cảo này rất là tiện dụng nha anh em. Xay 100 nè. Thường thường là gọi cảo số 4 đó anh em. Thằng này đó nó là dòng Serap nè, Serap mất hình da băng đàng hoàng nha anh em. Em không dám vệ sinh nó, em sợ nó bay cái tem nè. Thằng Serap này là nó sản xuất bên cảo nè, bên Clay nhiều lắm. Serap á nè anh em. Nè anh em thấy không? À, chắc mắc là anh em. Đó, em không dám vệ sinh. Nhưng mà cây cảo này là còn tuyệt đẹp nha. 395 là 440k anh em nhìn đầu nè. Gần như là chưa dùng. Đó anh em thấy không? Nè anh em là dính keo nè. Hoặc là nếu có dùng là nó cũng chỉ dùng lướt thôi nha anh em. Đó anh em thấy không? Đặc biệt nha, nó có đầu bi lăng nè anh em, xài á nó tiện lợi lắm.
Nè cái tay của nó nè anh em, tổng cái tay đó nè ha. 14. Cái đòn của nó là dài 16 ha. Ốc zin toàn bộ nha anh em, ốc zin toàn bộ nha. Cái cây cảo anh em nhìn đẹp phải xấu là nhìn ốc zin này nè, với cái lồng đền của nó rất đẹp lắm. Đó nè thấy không? Hai lỗ nè, anh em tăng đơ tới lui á, anh em cảo dài, cảo ngắn ok lắm. Rồi. 395 440k, cái bi này mới lợi hại nè nha anh em. Anh em làm không có hư đồ của mình nha. Anh em nhìn cái găng nó là biết đẹp ha. 395 396 là một cặp. Một cặp chữ T, cặp này á. Cái này là lục giác nha anh em. Nè anh em. Gần như mới chưa dùng nè ha. Lục giác 8 nha anh em. Cây này đó là một cây cần khẩu đầu 1/4. Thằng này của Bessel nè. Thằng này hình như là của Sunlat, Sunlat Gia Băng nha anh em. Nặng lắm. Đó, đặc biệt là nó chữ L anh em không thấy không? Gần như chưa xài nè. Rồi, để em mở cho anh, để em đo anh em xem ha. Tổng chiều dài nó là khoảng 19 nha. Cái cần khẩu này á, thì nó dài nó khoảng 17 năm. Rồi, cặp này là 180k nha anh em, 180k. Rồi, cái búa, một cái búa, cây này là thép nhưng mà nó mạ đồng nè, mạ thao nè, mạ đồng nè anh em thấy không? Hít 500 nha, nó mạ nha. 120k. Cán này nó dạng như nó mềm nhung quá anh em cầm êm lắm. Đầu này thì nó khoảng, thôi để em đo cho chính xác anh em ha, đem cân luôn đi ha. Nó nặng khoảng 350g. Tổng chiều dài là khoảng 19 năm. Đầu dài của búa này là khoảng 13. Mặt búa này là khoảng 3cm nha anh em. Trung xài này cũng gọn gọn lắm, cán nhung cầm êm tay lắm. Rồi 397 này là 120k nha anh em. 398 là một combo giũa nha. Tất cả là nhiều giũa mới chưa xài hết luôn đó. Nói chung em còn linh tinh em gom ra em bán rẻ cho anh em dùng luôn ha. Thì nó gồm bán nguyệt nè ha, giũa dẹp nè ha, giũa vuông nhỏ nè ha, giũa tròn nhỏ nè ha. Rồi nói chung nhiều mẫu lắm, giũa vuông nè. Nè anh em thấy không? Giũa nhật hết tất cả nghe, dòng này là dòng xịn đàng hoàng nha anh em, mắc in Gia Băng đàng hoàng, gần như mới chưa xài. Cái cây trong này là hình hộp xoài nè, hình oval đó anh em. Đó. Mới chưa xài hết luôn nha, nhưng mà nằm mưa nắng á nó có bị ổ, nó có bị gỗ vài chỗ nha. Cây lớn nhất là dài nó khoảng 28 luôn đuôi nha anh em. Cây ngắn, cái mấy cây ngắn ngắn này thì nó khoảng 23. Tổng bộ này là 11 cây á, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cây. 11 cây, xài đã đời luôn anh em ơi. Anh em về cái kiếm cán gỗ anh em đóng nó vô anh em xài dễ lắm. 398 này đó là 150k. Mà 399 này đó là một bộ giũa mới chưa xài luôn nha. Em bao anh em là mới chưa xài. Nhưng mà em bển nằm mưa nắng á, nằm bãi á, nó có dính dơ nha. Nè, hoặc là cái này. Cái này có thể là nó dùng nước nè. Còn cực kỳ bén nha. Nè, anh em xem nè. Gần như mới chưa xài hết luôn. Còn bén lắm. Em bao bén cho anh em luôn, chữ nghĩa đầy đủ á. Tổng chiều dài nó là khoảng 32. Đó, dày nó đó, mặt ngang nó là khoảng 2.5. Độ dày nó là khoảng 5 ly. Bén nha, còn cực kỳ bén nha anh em. Bao bén nha. Rồi 399 này là 120k. Mã 400. Mã 400 120k, một cái đầu chuyển nha. Từ vít đuôi 6.35 sang khoan nha anh em. Thì đầu này thì ngoại hình nó có gỉ gỗ hơi, em chưa bị sinh đó. Nhưng mà đầu này là còn ok, cực kỳ ok nha anh em. Nó kẹp được mũi từ 1 ly cho đến 10 ly nè anh em. Đó. Rồi. Mã 400 này đó là 120k nha anh em. Mã 401. Một cặp kìm 150k nha. Cây kìm mỏ quạ. Cái này dễ thương lắm anh em. Cặp kìm này gần như chưa dùng luôn nè. Đó, anh em thấy không? Nè. Gần chùm chỏm ha. Này cái kìm lỗ nha anh em.
EBS nè, dấu xít nè anh em thấy không? Cặp kìm là gần như chưa dùng luôn. Cây kìm mỏ quạ chiều dài khoảng 20, cây kìm lỗ chiều dài khoảng 21 nha anh em. Rồi. 401 là cặp này là 150k. 402 đó là một cái đế chuyển khoang á anh em. Đây. Đế này là của Makita nha anh em, còn cực kỳ đẹp nha anh em, nặng lắm. Cây sắt là sắt đặc nè. Cây này là cây sắt đặc nè anh em. Đây cho anh em xem nè, sắt đặc nè, thấy không? Đó. Rất là nặng nha, hàng của Makita, nó có cao su chống va đập nè. Cây này còn đẹp lắm. Em chưa vệ sinh đó, em chỉ mới chùi dầu sơ sơ thôi nè, logo Makita nè anh em, thấy là lò xo nè. Đó, thanh của nó nè anh em thấy không? Cái hàm của nó nè. Cái đế chuyển khoang á, từ khoang thường thành khoang bàn á anh em. Bây giờ em đo cho anh em tham khảo nha. Cái miệng của nó đó là chắc khoảng 41 42 ly nha. Tại em đo bằng cái thước này nên nó hơi. Này nói chung mấy cái khoang Nhật là anh em gắn thường là vừa hết đó anh em. Khoang thì mình gắn cũng vừa nữa. Này nó tăng đơ nè. Rồi bây giờ cái tay ha, cái chiều dài ha. Chiều dài tổng thể của nó là 45 năm. Đó. Cái bàn này gan dày là bằng gan dày nè anh em. Mặt bàn ngang của nó là khoảng 16 năm. Chiều dài á thì nó khoảng 22. Rồi để em cho anh em xem lại ngoại hình, rất là nặng nha. Anh em nhìn cái tay của nó nè. Đó, anh em thấy không? Này cái tem nè, tem giá của nó còn luôn nè. Cái này thực tế nó không có dụng nhiều cho anh em ơi. Nhưng mà nằm mưa nắng nên nó, anh em nhìn cái đế là biết dày nặng này ha. Hoàn hảo nha anh em, cái này hoàn hảo nha. Cái này hoàn hảo không lỗi lầm. Rồi. Rất là nặng luôn, em cầm phải hai tay luôn á. 402 900k nha anh em. 402 900k. Ấy da, nặng lắm anh em ơi. 403. Một cây cần lật. Thằng này dòng đầu 3/8 nhưng mà loại này là loại dài nha anh em. Gần như mới chưa dùng nhưng mà nằm bãi mưa nắng á nên cái đầu của nó có hơi gỗ gỗ một tí nha. Đây cái hộp đó là hộp zin nó luôn nè, giấy khai xanh nó còn luôn đó. Đây. Em mới chùi dầu sơ sơ thôi. Đầu 3/8. Cái dãy lực của nó nè anh em. Từ nè anh em ơi, cái này em không biết đọc sao luôn, em không gành về vụ này nữa. Để em coi thằng này hệ gì ta. À, Newton nè, bên đây Newton nè anh em ơi. Từ 130 cho đến 110 Newton nè. Bên đây là mét nè, bên đây hệ mét. Cái này tổng chiều dài nó 38 nè anh em. Cái này còn đẹp lắm nha, anh em nhìn nè ha. Đó, mưa nắng nó có gỉ gỗ xíu không đáng kể nha anh em. Em test rồi nha, hoạt động ok nha, đầu 3/8. Rồi. 403 550k. 404. 404 đó là một cái Eto. Eto đế xoay nha anh em. Đế xoay hàm măng cá, nó có đe luôn nè anh em. Đợt rồi em bán một cái. Đó. Đợt rồi em bán một cái. Giống hình vậy luôn anh em. Tại em để cái cục này vô nè, tặng cho nó bảo vệ này kia thôi chứ không gì hết, không có lỗi lầm chân nha anh em. Đó. Đế xoay nè ha. Bây giờ á, nước sơn zin của nó bên Nhật gì là nha, chứ không phải là em về em sơn lại nha. Nó mưa nắng nó dĩ gỗ thôi nha anh em. Hàm ăn cá anh em xài bền lắm. Anh em ơi, hàm là tuyệt đẹp nha, hàm tuyệt đẹp nha. Em không vệ sinh, em không có chùi rửa gì chứ, em mới phun dầu thôi. Bây giờ ha, độ mở tối đa an toàn là khoảng 6cm ha. Hàm của nó là khoảng 5cm. Cái này của nó cân nặng, để em cân nặng thử nha. Dòng qua gua tem đồng nè anh em. Đó, dòng này thì anh em chắc loại đế xoay luôn nha, đế xoay nha. Có phá đế nè. Nè anh em thấy không nè. Đó. Phá lại nè anh em thấy không. Cái này anh em kẹp xài vô ok lắm. Cân nặng khoảng 1.4 kg. Bây giờ em mở để nó đo được. Nó kẹp được cái thanh của mình bao nhiêu ha. Khoảng 3cm nha anh em. Khoảng 3.2 á. Rồi. 404 570k. 405. Một con dao đi gừng, đi câu nha anh em, 220k. Con này
thì còn khá đẹp, em chưa vệ sinh nha anh em. Đó, lưỡi cũng còn khá bén nha. Cán thì nó có chóc để tí xíu, bao nó này nè, còn khá đẹp. Anh em đi câu hay đi gừng này kia đồ ok lắm, thép trắng nha anh em. Để em đo chiều dài anh em tham khảo nha, độ dày nó khoảng 3 ly á. Tổng chiều dài nó khoảng 21 nha anh em. 405 220k. 406 là gồm 3 cây chữ T nha anh em, trong đó 2 cây là của Ton. Tone đó. Và một cây này là nó để Ki Ojo nè. Ki Ojo đầu lắc léo nha. Đầu 12 gần như chưa dùng. Em không có dám vệ sinh đó, em sợ nó bay á, bay giấy á, nhưng mà cái cây này là gần như mới chưa dùng nha. Rồi cây thứ hai. Cây này đầu 12 luôn nha anh em. Của Ton luôn nè. Đó, Ton nó rất là dày nha anh em. Nó có đóng số 12 đây nè, Ton đó. Rồi cây thứ ba, cây này của Ton lắc léo luôn. Nhưng mà đàn này là 14. Thằng này thì nó hơi xấu hơn tí xíu nha. Đầu chỗ này nó cây kiểu này nó cong tí xíu mà không đáng kể nha anh em. Đó. Đầu đẹp nha, rồi để em cho anh em xem lại cái đầu, em đo kích thước anh em xem ha. Đầu là đẹp hết nha anh em, bao nha, bao đầu nha. Cây dài nhất, cây lắc léo dài nhất này là nó khoảng 37 nha, 37. Đó. Cây bình thường này thì nó dài khoảng 25 26. Cây lắc léo Ton này đó thì nó dài khoảng 30. Cái tay của nó thì nó tầm hào hào khoảng 20 nha anh em. Bộ này là hàng hiệu không nha anh em. Hai cây Ton và một cây Kyodo. 406 này đó là 330k nha, thì nó gồm hai cây 12 và một cây 14. Nó lắc léo xin hết nha anh em. Hai lắc léo và một thường ha. Rồi. 407. 407 này là 330k luôn nha anh em. Thì nó gồm một cây KTC, một cây Hataya và một cây KD. KDR. Đó, cây Hataya da băng nè. Nói chung cho tất cả đều là hàng xịn sò hết nha anh em. Thì cây KTC này là 13 nè ha, cây KDG này là 12. Cây Hataya này là 14, đầu đẹp hết nha. Có cây 12 đầu nó hơi xấu một tí xíu nha. Nè anh em. Cây KTC là xuất sắc luôn á, cây Hataya xuất sắc luôn ha. Hataya này khẩu dài nè anh em. Đó. Anh em nhìn cây KTC là anh em ghiền liền nè. Một đẹp một cái thôi 13 luôn mới ghê chứ. Hàng đó hàng hiếm á. Nó có số cho đây luôn nè. Rồi đem đo anh em tham khảo nha. Tổng chiều dài hảo hảo của nó là khoảng 30. Mấy cây kia chắc khoảng 28 29 nha anh em. Cái tay của KTC nó dài tới 25 á. Còn những cây tay của mấy cây kia thì nó dài khoảng 20 23 nha anh em. Ngoại hình anh em, đó. Rồi. 407 này đó là 330k cho 3 cây này nha anh em, 3 cây. Bốn lẻ tám là 140k. Đó, bốn lẻ 140k. Một con dao ghép. Dao ghép, dao gọt vỏ, nói chung làm nhiều việc lắm nha anh em. Đó. Lưỡi còn khá đẹp nha. Ấp sừng nè. Khâu thép trắng nè. Em không có mài chứ nha, em chỉ vệ sinh dầu sơ sơ thôi, chữ nghĩa đầy đủ nha anh em. Ra vô bình thường nha, lưỡi này lưỡi còn bén dày luôn á. 408 140k. 409. 1 cặp lục giác của Đức nha anh em, 160k. Cặp này là của Viha nè. Nè, đầu 6 chấm nè, nhân cho 15. Đầu đặc biệt đầu bi nha anh em, đầu bi này anh em xài ngon lắm. Đầu đẹp nha. Tại nó bông si thôi chứ đầu đẹp nha anh em. Của Đức luôn á. Rồi. 409 này là 160k. 410. Một cây mở Mugi xe Honda số 16 thông dụng nha anh em. Nó còn luôn một cục cao su mà giữ Mugi nè. Đầu lắc léo nè ha, 100k nha anh em. Cái này 100k. Nó có cắn này hơi không ảnh hưởng nha anh em. Đầu lắc léo Mugi xe Honda mình đó là đúng của nó luôn đó nè. Tổng chiều dài của nó là khoảng 24 nha anh em. Rồi mã 410 100k. 411. 411 đó là một cây tuốt dây điện, một cây tuốt dây điện đa năng nha anh em. Cái này của Đức nè anh em,
Trong đây là nó còn luôn một mũi sư cua nè. Còn mũi sư cua nè. Đặc biệt nha, cái dòng này nó giá trị lắm nha anh em. Cái tăng đơ của nó là bằng thép nha, còn những dòng kia là bằng nhựa hết, nó dễ bể lắm. Thằng này bằng thép, anh em xài rất là ok ha. Rồi, mình gọt là gì nè anh em. Đó anh em phải không? Nè cái dây điện mình phải không? Anh em nhét vô vậy nè ha, anh em tuốt tới nè. Tuốt ha, hoặc là anh em gọt tròn ha. Đó. Cái khoảng cách nó lớn lắm nha anh em tăng thử rồi. Cái độ chênh lệch của nó là khoảng 2 3 ly đó anh em, có 2 3 ly á. Nó còn luôn một mũi sơ cô trong này nha anh em. Cái này của Đức nha. Rồi 411 là 240k. Mũi đẹp nha. Tăng đơ bằng thép luôn. 412. Một cái dòi tưới cây, tưới sân vườn của thằng Tagaki. Thằng này xe lớn nha anh em, thằng này xe lớn nè, anh em thấy không? Xe lớn nè. Cầm đã tay lắm. Hai cấp độ nè. Dây thường thường 16 hoặc 21 anh em gắn vừa hết nha. Thằng này xe lớn á. Thì mã 42 này là 270k nha anh em. Em test rồi nghe nước ok nha. Đó, xe lớn á. Để em lấy cái một cái xe nhỏ em so sánh cho anh em xem nha. Nó thường thường 2 xe, 3 xe nè. Nè anh em, cái xe nhỏ nè. Xe này cũng không gọi là nhỏ lắm luôn, nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn nhiều nè anh em thấy không nè. Anh em thấy không? Đó. Thôi để em đo đi cho anh em dễ hình dung ha. Tổng chiều dài nó là khoảng 20 đó anh em. Rồi 412 này là 270k. 413. Một cây cần tự động của Ton đầu 1/2. Thằng này là mẫu này, mẫu mới là mẫu đề cao nè anh em ha, tên vuông nè, da băng đàng hoàng nha anh em. Ngoại hình thì nó có bông xi dạy chỗ nha, mà hoạt động ok hoàn hảo nha anh em. Đó, đầu 1/2, chiều dài nó là 25 nha anh em, hoạt động ok hoàn hảo nha. Anh em mà xài thường mua mấy cái này nó ngợi tiền nha, mấy cái đẹp giờ 300-400 á. Rồi 413 này đó là 200k nha anh em, hoạt động ok nha, không lỗi lầm nha. 414 là một cặp kéo. Xem trời miếng giấy này mày. Xem cái lịch này. Cây này là của Nhật nha anh em. Cây này là của Đức. Nè anh em. Rồi để em thử cái kéo Đức cho anh em xem ha. Giấy nè. Rồi bây giờ cho anh em cho anh em xem cái kéo Đức trước nha, còn khá đẹp nha anh em. Cắt còn khá bén. Em tay dính dầu á, cầm nó hơi đen, hơi dơ. Cái này của Nhật nè anh em. Đó. Thì cặp này 190k nha anh em. Cây Nhật chiều dài nó là khoảng 21. Cây của Đức này nó là chiều dài nó cũng khoảng 21 luôn nha anh em. Nè cái Đức này anh em. Inox luôn anh em, thấy không? Rồi 414 này là 190k. 415 230k. Một cây mỏ lết Xuân Kỳ. Đó. Mẫu này mẫu mà hiện đại nha anh em, mỏ khá đẹp. Nó có cắn đây tí xíu nè. Ra vào bình thường nha anh em, xây 250 nè. Xuân Kỳ nè. Mẫu này là mấy giống mấy mẫu hiện đại của Tớp với của thằng Ba Cô đó nè. Cái miệng mở tối đa của nó là khoảng 3.1 anh em. Thép đen này anh em xài bền lắm nha. 415 230k. 416 đó là một cây cưa tay, nó xài cho lưỡi nguyên và lưỡi gãy nha anh em. Cây này thì em tặng kèm hai lưỡi nha, em tặng kèm hai lưỡi, em tặng kèm hai lưỡi nguyên ha. Thì cây này và hai lưỡi nguyên là 120k nha anh em. Đó, thằng này thì nó khóa được hai lưỡi hai chỗ nha. Nó Handyso nè, cây này còn cực kỳ đẹp nha anh em. Anh em xài á, cưa linh tinh xài mấy cái loại mà cưa này nè, xài nó tiện lắm. Tổng chiều dài của nó là khoảng 29. Rồi 416 này là 120k. 417 này đó là một cây taro tự động của Mỹ nha anh em. Đầu này đầu 12 nè, đầu này mở ốc 12 bình thường nha. Của Mỹ nè. Nó có động nước, nó có gỉ gỗ vài chỗ nha. Cái này của Mỹ nha anh em. Đó. Anh em nha. Cái đầu này đó là anh em gắn mũi Tago rất là ok nha. Đầu này thì gắn mũi Tago nó khoảng số mấy ta, quên rồi.
Nói chung các mũi Tago thông dụng á, các mũi Tago thông dụng nha anh em. Đầu này thì khẩu 12. Đầu này các mũi Tago được luôn nè anh em. Tổng chiều dài là khoảng 15. Của Mỹ nha anh em, mắc in lỗ ta luôn nè. Rồi, 47 là 160k. 48 là một cây kềm mở khoe của Mỹ nha anh em. Cái này của Mỹ đó nè anh em. Một cây kềm mở khoe đa năng. Thì nó gồm một mỏ cong và một mỏ thẳng nha anh em. Mở khoe trong, mở khoe ngoài đều được hết nha. Anh em mở này anh em thay thôi ha. Cái này của Mỹ ngoại hình còn khá đẹp nha anh em. Em chưa vệ sinh đó, em chỉ mới phun dầu thôi đó. Nè anh em nhìn đầu khoe đẹp ha. Đầu khoe đẹp nè. Rồi để em đo anh em tham khảo nha. Tổng chiều dài nó là khoảng 16 nha anh em. Rồi 48 này đó là 200k. Nó thì nó gồm hai đồng ở khoe. 419 này đó là một cặp con lăn bên cơ khí á nè. Cái này của anh nè. Đó, cái này thì nó hoạt động bình thường ha. Còn cái này của Nhật á, ghi bị giùm anh đi. Cái của Nhật á thì nào nó ngay nó bị lâu ngày á, nó bị sét dính rồi. Anh em nào khéo tay về xử lý lại ha. Cái này thì đối với anh em cơ khí là chuyện nhỏ nha anh em. Đó. Thì cặp này em bán giá hữu nghị cho anh em luôn nha. Cặp này 180k cho hai cái này nha anh em. Nặng tay lắm nha. Cây của anh là nó dài khoảng 10. Cây của Nhật này nó dài khoảng 13.5. Rồi mã 419 này là 180k. Mã 420A là nó gồm hai cái cây khoan. Thì cây này nè, hoạt động bình thường, nhưng mà nó kêu bạc đạn nha. Thì em bán thanh lý ha. Thì em gạp chung với cây này luôn. Cây này thì nó hoạt động ok. Cây này là vỏ nhôm nè anh em, của Ryobi luôn nè. Đó, hoạt động hoàn hảo nha. Đầu là mở ra vô bình thường nha anh em. Rồi để em thử từng cây cho anh em xem ha. 420A là gồm hai cây này nè. Hai cây luôn, 270k nha anh em. Hai cây luôn. Cây này là thân nhôm, dây rất là xịn sò nha anh em. Nhưng mà anh em lưu ý giùm em nha, dòng này nó không có đảo chiều nha. Khoan nhập rất là ít có đảo chiều nha anh em. Này anh em chạy im ga thấy không? Rồi đấy đập cho anh em công suất ha. Điện 100V 220W. Nó dòng tua của nó là 2400 nha anh em. Đầu kẹp 10 ly nè. Đó. Bình nhôm anh em cầm rất là đầm tay nha. Đầu đẹp, thân đẹp. Rồi cây thứ hai trong bộ. Thì cây đó thì nói chung em bán giá thanh lý nha. Nó bị khô bạc đạn nha. Anh em về nào khéo tay về thay bạc đạn giùm em ha. Tính ra cây này bán có mấy chục ngàn thôi. Bán lấy vốn anh em ơi, lỗ luôn á. Nè anh em nè. Đó, nó khô bạc đạn anh em thấy không. Nè, thông số ở dừng kia luôn đó nè. Rồi 420 này đó nè. Hai cây này là 270k nha. 420A. Rồi 420B là một cây mài dao của Nantonan nha anh em. Để em thử cho anh em xem luôn ha. Mài dao mini, mài dao điện nha. Nè anh em. Nó đang chạy đó anh em nghe tiếng không? Nè. Anh em nhìn vô rảnh này nè nha. Động cơ đêm ghe anh em ơi. Trăm von 50-60W. Đó, nhiệt độ tối đa nó là 80 độ C. Anh em mài phải không? Anh em cầm gì nè không? Anh em cầm gì nè, anh em đưa dao vô. Anh em kéo ngược ra đây nè, mũi tên hướng dẫn nè. Anh em khi mà kéo anh em bóp cái công tắc nằm đây nè, công tắc này là công tắc tự nhảy nha. Đó, kéo vậy nè. Kéo vậy nè. Nó gọn lắm nha anh em. Anh em mài được hai bên đó. Rồi, mã 520B này đó là 570k nha anh em. Rồi em xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của em nha. Rồi chào tạm biệt anh em nha.